không nó ra nhiều nó quen rồi. Một cái cách sẽ sửa. Sẽ được mà. Bầu trời cái cách. Dám xăm xăm phần trăm. Hôm nay dậy buổi cuối không thấy mệt lắm nhỉ? Mấy hôm trước dậy mệt. Nói nhiều hơn đi. Buổi trước anh toàn nói. Không mà các buổi trước anh tại thời gian đấy anh căng này anh cứ giảm thế. Đây. Hôm nay ngồi với chắc to. Làm tay phết. Thế này nhá. Chỉ đau mấy thôi. Đấy, chỉ đau luôn cả thật luôn. Cái thằng này nó làm cho một cú đấy. À, bao giờ đi rồi. Em á sáng mai em đồ đoán. Đúng rồi, em bao giờ đồ đoán em. Bây giờ thì chiều mai sang anh nhé. Ừ, đâu rồi. Đâu. Còn lâu mới nói. Rồi, tí chạy ra. Bây giờ mình bắt đầu làm một cái cửa nhá. Cái như của Kiên mà hỏi vừa nãy nó là cái này này. Chiều mai sang hồ anh nhà ấy. Nhà muốn làm cái trần gì. Nó là cái tủ quân bay đúng không? Thì chú chọn vào đây nhá. Xong rồi đó. Cái này hướng dẫn rồi mà chú không nhớ nhỉ? À Yên. Cái dính vào tường rồi. Đấy, muốn nó thành furniture thì thống kê cho dễ đúng không? À, Karatobi. Ờ. À rồi, cái đấy cũng mà em cứ nghĩ là cái nào nó thất là phải vẽ đồ nó thất. Thực ra là vào đồ Karatobi. Đổi category thế thôi. Có bạn nào nhắc à hay như nào? Dạ. Có bạn nào nhắc hay tự nảy số ra đấy? Em tự ấy. À, đổi đẩy category như vậy thôi. Vẽ mấy cửa nhá. Magic door này. Mấy cửa đây này. Thì mặc định một cái cửa bao giờ nó có bằng này tham số này. Các tham số mặc định của nó là có như này. Một cái cửa ấy. Thì cái này với cái này nó khác nhau như nào? Cái 2 này nó là cái chiều cao của cái khung, width là chiều rộng của khung, raw width là chiều rộng lỗ mở, chiều rộng hô đấy, thickness là độ dày. Đấy. Còn đây là frame projection, có nghĩa là mấy cái viền ngoài của cái cửa ấy, cái viền khung ấy. Đây bây giờ để bắt đầu cái cửa thì nó sẽ như này, phải hiểu cấu tạo của cái cửa nha. Giữa cái khuôn cửa ấy, và cái khe cửa và cái tường này nó bao giờ có một cái khe, chả bao giờ có khít ở mà 1 ly, 2 ly hay 5 ly tùy. CO chỗ này copy ra 5 CO 5 về mặt đứng này. Anh xóa bay luôn cả cái này. Cửa nhựa ở Việt Nam không cần phải có cái trim đâu. Cửa hơi khó luôn đấy. Ai cái đồ ăn? Quá nhiều loại cửa. Cái rộng nhất này này, người ta gọi là raw width và raw height chứ không phải là width. Nếu muốn nó là width ấy, thì mình phải đẩy nó vào cái trong này này. Ở một cái mặt phẳng tham chiếu ấy, mọi người hoàn toàn thể đặt tên cho nó được đúng không? Còn muốn khi mà load được project, muốn align được nó ấy, thì để nó lên cái chế độ strong reference là nó tham chiếu mạnh hơn, tham chiếu một cách chắc chắn hơn ấy. Có nhiều cái family mình có mặt phẳng tham chiếu mình load vào nhưng mà nó không thể align được, nó không lựa được, là vì mình để nó ở width này, bắt đầu mặc định nó là width, để lên strong thì nó load vào project nó align nó sẽ mạnh hơn. Thì ở chỗ này mình add cho nó một cái tham số. Ngày xưa anh cũng lười tạo mặt phẳng tham chiếu mà cứ thế add luôn vào đối tượng nhưng mà nó cũng không phải là hay. Đấy. Thì cái khe này nó gọi là structure gap. Nó là một cái mặt phẳng, nó là cái khe kết cấu. Nha. Khóa nó lại, khóa con này lại thì bên này nó khóa. Ở đây ấy, đằng trước này này, ở trên này thì đẩy này xuống đây. Muốn nó là 2 ấy thì nó phải như thế.
Con này cũng là chapter gap. Cái này là 2. Không báo thì sao đấy. Bên này không phải kéo xuống. Thế thì cái round 2 ấy nó sẽ bằng cái structure bằng cái 2 đấy cộng với structure gap. Nghĩa là nó bằng bao nhiêu? Nó bằng 2005 đúng không? Cái round 2 này nó phải bằng 2 cộng với structure gap. Cái structure gap này anh sẽ những cái kích thước lớn ấy mình phải để nó sang một bên. Kích thước lớn này nó phải vào một nhóm model property vào cho nó dễ tìm. Cái thằng round 2 này nó sẽ bằng structure gap. Cộng structure gap. Nó sẽ khai luôn đây, chưa? Đấy. Thế thì hai thằng thay đổi được ấy, hai thay đổi được, structure gap thay đổi được thì đương nhiên thằng này nó không thay đổi được, đúng không? Đấy, chỉ một thằng biến thôi. Ba thằng cộng vào nhau cộng vào hai cộng vào nhau để ra một thằng này thì thằng này không thể thay đổi nữa đâu. Còn thằng round width này thì nó sẽ bằng width cộng với 2 nhân structure gap là 110, đúng không? Ok. Và làm về số là như thế nhưng mà làm về hình thì mình cũng phải làm. Đẩy thằng này về width. Đấy. Thế đến lúc đấy mình đo, dùng lệnh measure mình đo. Đấy, nó lên 110 đúng không? Chiều rộng thô của này. Dạ. Yeah. Đấy. Thế thì như cái mà anh giới thiệu các chú về xếp lồng family ấy thì anh sẽ vẽ một cái frame nó vòng qua đây. Tiếp theo là mình vẽ một cái frame. Một cái frame ấy thì bao giờ nó cũng có cái độ tụt của nó. Người ta sẽ thêm cho nó một cái biến như này. Đây mặt interior đúng không? Tạo một cái mặt phẳng tham chiếu thôi. Bấm đây. Này. Này người ta gọi nó là frame setback. Khoảng lùi của cái khung. Và tất cả cái swept nó vòng quanh đấy nó sẽ bám vào cái khung đấy. Cái này thì thật sự là phải nắm kỹ thuật nó chắc một tí. Cửa có thể nó cũng chẳng có ở Việt Nam đâu. Đây. Sau khi add xong tham số ấy, các chú phải thử xem là có nhảy không hay nó bị khóa gì đấy không. Nằm nhở, cái này nếu nó bằng không được, đẩy nó về không mà nó không bị báo remove constant ấy thì là được. Tiếp theo là đúng rồi, cái này nó là cái gì, cái cửa nhá. Bây giờ thì anh sẽ set một cái frame cho nó. Ở đây thì anh sẽ set mặt phẳng tham chiếu nó là cái đường này. Anh sẽ vẽ mặt exterior, sau đó anh sẽ vẽ một cái swept. Đây nha. Vẽ một cái swept nó chạy vòng như này. Thì khi mà mình bấm vào cái swept này nó sẽ anh sẽ bắt đúng nó vào cái mặt phẳng tham chiếu luôn đúng không? Đấy. Khóa luôn. Đừng mất thì giờ nhiều. Anh dạy các chú luôn cả thao tác ấy. Cái đường này thì đương nhiên nó phải xuống đây rồi, nhưng cái khung không bao giờ nó vòng dưới. Dưới đây nó gọi 3S shop là cái ngưỡng cửa đó. Đây. Ở dưới này nó có một cái mặt phẳng tham chiếu này. Bấm bao giờ nó hiện ra chữ reference này. Đấy. Thì mình pick vào. Bấm đây, khóa này, khóa chân nó ấy.
ngoài chân đúng không ạ? Như vậy là mình được một cái cung viền này đúng không? Hiện giờ ấy, mình cần một cái profile cho nó đúng không? Thế mình sẽ làm một new profile. Profile này tại sao phải làm một family khác? Khi mà chú có nhiều cửa ấy, có cửa một cánh, hai cánh đúng không? Thì sẽ dùng cái profile này lốt rất nhiều lần vào các cái cửa đấy. Nó giống như lắp một cái cửa, nó cần nhiều linh kiện đúng không? Đấy, thì làm cái nest family nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Được chưa? Family nó lợi hại. Đấy. Có vẻ như Kiên đã tính đến việc đấy ngay từ đầu rồi đúng không? Em toàn em làm profile. Đúng rồi, chính xác, đúng rồi. Tất cả các sweep ở trong bài ấy là phải vẽ bằng profile hết. Bởi vì nếu mình còn đặt tham số cho profile đấy ấy, thì nó còn nhanh nữa. Nó sẽ rất là nhanh. Và cái chuyện mà dùng một cái điển hình như thế ấy, thì cái thiết kế công trình ấy, mà nó được áp một cái tỷ lệ của kiến trúc vào nữa ấy, thì nó lại càng nhanh. Nó càng đúng. Nó chỉ có một cấu trúc đấy thôi mà, đúng không? Đây, anh sẽ tạo một cái magic profile này. À, cái profile thì nó như nào? Một cái cửa ấy. Đầu tiên anh sẽ phải kiểm soát nó xem nào đã. Ý nghĩa là cái profile nó phải như này đúng không? Cái này anh đặt tên là profile L nhá. Ok. Sau đó anh sẽ load nó vào đây. Anh về đây anh sẽ kiểm tra xem là việc load nó vào nó có được nuột luôn không. Nếu mà không được thì anh sẽ quay đi. Như vậy là không được đúng không? Để mà thực ra quay thì ở sweep kia nó cũng quay được, không có vấn đề gì. Nhưng mà làm thế nào để biết được cái profile nó chạy hướng nào? Nếu mà ngay từ đầu á, anh cũng chưa tìm ra được cái em toàn người vào cái thử thôi nhưng mà quay không làm được thì thử thôi. Bây giờ cái này thì mình mirror lại cũng được thôi, không có vấn đề gì. Em vẽ xong con cửa này chắc anh Lâm có con cửa ngon dùng đây nha. Cái này nó gọi là cái gì và cái này nó gọi là cái gì như nào cũng khá là mệt, anh sẽ chỉ làm qua nhưng cũng mệt phết. Đây, tạo ra một cái tham số này, mặt phẳng tham chiếu. Riêng cái profile này nó đã rất nhiều vấn đề rồi chứ không phải là ít đâu. Bản thân cái này ấy, nó gọi là frame depth. Nếu mà anh em mình cùng nói chung một ngôn ngữ ấy, thì công việc nó sẽ rất là thuận lợi đó. Và frame depth này bằng bao nhiêu? Cái cửa 140 chẳng hạn đúng không? AL này. Cái này nó gọi là gì? Cái này nó gọi là frame thickness. Quá vàng. Frame thickness nó hay bằng bao nhiêu? Nó bằng 60 chẳng hạn. Chỗ này nó gọi là gì? Ở đây là mình quy ước cái nào là depth thì bên này nó cũng phải là depth, cái nào là thickness thì nó cũng phải là thickness. Cái này nó gọi là rebate. Rebate depth, yeah.
Rồi, ok. Cái cửa mà nó dày thì cái ribet dép này nó sẽ bằng cái gì? Lúc mà có một cái cánh cửa ở đây này, cái cánh cửa bao giờ nó khép vào như này đấy, thì cái ribet dép này bao giờ nó cũng bằng cái chiều dày của cánh cửa, cái đo lip này cộng với cái khe này. Cái khe này nó gọi là khe mở, nó gọi là opening gap. Lát nữa sang cái cửa mình sẽ phải quan tâm đến cái đấy. Thế là ribet dép này mình cứ để xem nó ở 4-5 đi chẳng hạn. Chỗ này nó gọi là ribeting knit. Tương tự như vậy ấy. Ở đây anh sẽ làm ra hai cái, anh xếp hết nó lại thành một cái nữa, thành profile T. Lát nữa nó sẽ có những cái biến hóa cũng khá là hay. Thì ở đây ấy, profile T như này. Các chú vừa làm vừa phải bấm giờ nhé. Anh làm cái gì anh bấm giờ hết. Không thừa đâu. Để mà muốn nó nhẹ thì mình pơ bớt nó đi cũng được. Một cái này thường nó pơ đi nó bao giờ cũng có khoảng độ 13 con thì 10 à. Rồi, bây giờ sẽ lốt con này vào. Lốt được con T rồi. Bây giờ lốt con này L đâu rồi. Bây giờ anh sẽ com này ra đây, com tiếp một cái này nữa. Được đấy, như vậy anh có hai cái này để làm gì. Ở đây anh sẽ chọn profiler được rồi. Thế thì cái profile nó được lốt vào ấy, nó sẽ nằm đây này. Xóa này đi. Cái này ấy, nó sẽ chọn sang profile T. Đấy, được chưa? Đấy. Chỗ này, hai con này cùng một vật liệu đúng không? Frame material. Đấy. Thế thì làm sao để mà thay đổi cho cái profile này và đẩy nó vào trong cái bảng family của nó ấy, đẩy được vào trong bảng này này. Mình vào đây này. Frame depth đúng không? Mình sẽ set một parameter mới là frame depth. Cái này nó phải ở cái nhóm nhỏ ấy. Ở cái Revit 2015 này nó hơn Revit các đời trước ấy, ở chỗ là mình sắp xếp được cái thứ tự của cái tham số này rất là hay. Thấy chưa? Một cái điều mà ít ai để ý đến. Tức là mình phải làm hai lần đúng không? Tức là mình vừa tạo ở kia xong bây giờ mình lại tạo tiếp ở đây. Đây là mình đang móc nó vào nhau ấy đúng không? Đấy.
Thế thì cái thằng tạo xong cho thằng kia rồi thì bây giờ tạo thằng này cũng dễ thôi. Mà cái này thì nó lại có sẵn rồi, đúng không? Frame depth, frame thickness, tìm đến đấy thôi. Rebate thickness. Mình làm này mới 15 phút rồi. Nhầm hàng. Đấy. Thế thì ở cái cửa này này. Mình cũng sẽ phải xét lại cho nó. Căn chỉnh lại. Bây giờ nó được set cùng hai vật liệu rồi đúng không? Có điều nó phải cùng set cùng mặt phẳng thôi. Bây giờ anh sẽ edit work lên cho nó. Để nó về mặt phẳng này. Xóa cái mặt phẳng này đi. Đây là profile T và đây là profile L. Bây giờ mình sẽ làm cái điều gì với nó? Hai cái profile đang lồng vào nhau đúng không? Ở đây nó sẽ hiện, mình sẽ add vào đây cho nó là cái tham số yes no này. Hiện, ẩn và hiện đúng không? Hai này thì nó được set ở dòng nào? Hai này nó được set vào dòng graphic hoặc là visibility. Đây là cửa của anh thôi. Đây là một cái cửa nó mang tính chất quốc tế một tí. Thế thì ấy. Anh sẽ cho cái này nó hiện lên dán tạm cho vật liệu cho dễ nhìn. Ba tiếng ấy. Đến từ 7 giờ. Đây nha. Cái này thì cửa này á? Cửa này em vẽ được. Cửa này vẽ được khi mình có sắt cơ mà. Cửa xếp kéo như này thì có thể anh chưa vẽ, nhưng mà cái cửa nhôm cuốn này này anh vẽ được. Cửa nhôm cuốn bình thường. Và nó kéo này, dùng lại array. Nó dùng lại array và nó cửa sắt kéo này và nó có cái lỗ thủng ấy. Đấy. Cũng sẽ làm được hết rồi mà. Từ từ. À mà nói thật là anh cũng không làm được đâu. Làm được nó lại hỏi ấy. Lại xin ấy. Nó như bỏ. Thì chú có anh cho, chứ bây giờ bảo dạy như thế đấy thì mất đúng cả một ngày luôn. Cái cửa này thì thứ nhất là mình làm được cái việc mà xét tham số cho nó thôi. Thứ hai ấy là làm cho nó lúc đóng lúc mở đúng không? Cái này thì không bao giờ có trong kiến trúc. Các văn phòng kiến trúc người ta cũng không yêu cầu mình làm việc đấy. Khi nó hiện trên mặt bằng lại
chỉ có những cái khánh mà chỉ muốn thể hiện mình là siêu đẳng thì thế nào muốn vẽ vẽ kính mở trên bối cảnh nó phải mở ra cơ, thể hiện thế cơ. Thì ra đóng hay mở nó quan trọng, quan trọng kiến trúc là cái gì không vẫn chưa hiểu rõ. Ở đây ấy, nó sẽ có cái vấn đề sau. Ví dụ mình lấy cái bên này là bên mở này. À bên đấy. Thì mình phải để cái này gán tham số cho nó thông qua những cái mà vừa nãy mình gán ấy. Con này là bằng cái gì? Frame thickness đúng không? Đấy. Xong mình đẩy con này về đây. Làm video cho nó ấy thôi, cho nó hot thôi. Làm video nó về thôi. Tập này đâu chỉ nghĩ đến bia. Hả? Chục năm sau mới đâu chỉ nghĩ đến bia. Nào. Anh Long vừa gì ở đây ấy, thì nó có một cái khe giữa cái cánh cửa và cái đố đúng không? Thì cái này nó gọi hinger gap. Bạn nói tiếng Anh. Anh mà có tiếng Việt anh sẽ làm lâu hơn. Thật đấy, vì anh mà là các chú mở mấy cái cửa của anh ở trong cái nhà IB ấy. Nó tại sao anh phải gõ như này là bởi vì các chú về dò lại mấy cái cửa đấy nó chỉ có mấy cái thông số này đọc lại nó dễ hiểu không? À, ok. Cũng là tốt cho các chú mà. Anh Lâm đau đầu quá đi ra ngoài rồi kìa. Thằng Ngọc tắt chân ngủ đi. Vãi cả thánh ấy. Đá gương họ ở đâu ấy? Sao biết nhỉ? Mày còn xem được con zip chưa? Con mạnh con nhỏ ra xem chứ. Ây da, lần sau mà sẽ cầm một vốn giết người đôi nhỉ. Ây nha, xem khoảng bao chiều nha. Đẩy về cái mặt này nè. Exterior này. Bây giờ ở đây ấy, thì cái khe này là cái khe của cái anh sẽ, nhìn anh bắt vào đúng cái đường đấy. Bắt đúng hay không ấy thì trước hết là làm như này đã. Theo anh là phải làm như này. Muốn biết nó có đúng hay không ấy, gõ đây này. Gõ đây là hinger gap để mình lát nữa mình bắt cho nó dễ. Vào cái mặt đứng này, exterior này. Đấy. Edit adjustment này. Như vậy á, bấm vào đây mà nó hiện lên là hinger ấy là đúng, được chưa? Đấy, sau đó mình align cái adjustment này vào đấy. Còn ở dưới này này, nó cần một cái. Cái này nó gọi là floor gap. Làm chưa? Mỗi cửa thôi. Làm cửa nó dễ lắm. Mà anh làm cửa ngoài những 20 phút rồi. Anh em mình chắc làm mất cả ngày. Chắc thì. Từ từ. Xem video mấy lượt nữa này là một đấy. Làm theo video nữa. Cái bên này nè, người ta gọi nó là opening gap. Cái này có rồi mà. Nếu mà cái nào có rồi thì mình không hết. Cái đống parameter thì mình ăn phần đầu tiên tiếp tục mình đã nó còn báo lỗi liên tục chứ không phải là không khóa là báo không khóa là báo cái này nó gọi là gì khóa không đến nút giác cái không ấy không cuốn lại. Bây giờ anh cho các chú tặng cho hai cửa đấy các chú về anh test lần đầu đảm bảo các chú được luôn. Nói chung anh cho một cửa đấy. Cái này nó gọi là head gap. Thôi giờ này đi. Anh cứ quẩy như anh đã từng quẩy đi. Càng nhanh càng tốt. Chẳng tự nộ thế nào.
Đây anh đang làm nhanh nhất rồi. Thì cái này nhá. Khoa khoa. Anh không cần tạo một cái tham số ở đây mà chắc là chỉ cần đấy thôi. Ví dụ cửa dày 40 chẳng hạn, đúng không? Cái này nó gọi là đo lip gap, à đo lip thickness. Đấy, một cái nhà nếu mà bụng cửa phải làm như này. Ừ. Còn nếu không thì anh đã bảo chú rồi, chỉ có vẽ két 2D xong chèn vào thôi. Thấy chưa? Thế thì nha, ở chỗ này ấy, nó có cái gap này. Làm người. Mục đích là sử dụng nhiều này. Đúng rồi. Cái opening gap này. Nó đang bằng 10 thì bây giờ để nó bằng 5. Thế thì bây giờ anh muốn cái này, cái từ đây đến đây này, nó là rebet depth đúng không? Nó phải bằng cái này. Nó phải bằng cái 40 này cộng với cái 5 này. Và cái 5 này này và cái 5 này nó phải bằng nhau và nó được gọi chung là opening gap. Thì anh sẽ làm một cái phép tính như này thôi. Về chặt cái cửa nha. Rebet depth nó ở chỗ nào nhỉ? À đây không? Nó sẽ bằng đo lip thickness. Cộng với cả hinger gap, opening gap. Ok. Đây nó báo anh là có sai tên tham số rồi. Biết anh biết nó sai chỗ nào rồi. Apply ok. Đấy. Bây giờ ấy, như vậy là anh xong cái cửa đơn giản. Cái này nó tên là lip thickness. Biết trong cái một cái khó khóc mình tưởng ra. Mình mới bắt đầu học tiếng Anh. Đây. Học xong quả này tay hết. Đang học ở nhà trước rồi. Bây giờ anh sẽ tạo cho cái cửa này. Ở nhà. Đây nha, bây giờ anh sẽ cho cái cửa này nó xoay được. Reference line. Anh sẽ cho nó từ đây. Bắt đúng à? Đấy, em vẽ xong nó bị. Đấy. Thế thì ở đây mình cần phải làm cái gì? Cái đường này thì cứ để cho nó một cái kích thước cố định ở đây đi. Cái này nó gọi là opening end. Chưa ăn à? Chưa. Em vừa mới về đi thi về nghỉ được 15 phút rồi. Đói quá rồi đúng không? Em có ăn rồi, em ăn bánh rồi hốt sữa. Đói rồi. Đấy. Bây giờ anh gõ này nhé, đẩy nó về không à. Không có vấn đề gì. Thế thì từ đây ấy, anh sẽ vẽ một cái cánh cửa. Thì muốn cái cánh cửa này nó bằng rộng bằng cái cánh cửa này ấy, thì anh phải có một cái biến để mà xác định cái chiều rộng của cái cánh cửa đấy. Đó là đo lip width.
Anh định dạy các chú cho nó chạy được cái louver ở trên cửa nữa, nhưng mà thấy các chú vẻ nặng quá. Cái chớp này trên cửa này cái đấy chắc là phải thêm một tiếng nữa. Mất thì giờ hơi lâu. Đo liquid đúng không? Thì cái biến đo liquid này nhá, nó sẽ bằng model property. À, nó sẽ được set vào model property à. Cái này ấy, anh nhắm mắt anh cũng nghĩ ra công thức của nó. Nhưng mà anh phải giải thích một tí này. Đo liquid là anh muốn là nó là cái biến này. Đó, anh muốn nó ra cái số 910 này. Thì bây giờ anh phải lấy width trừ đi cái này. Trừ đi này đúng không? Trừ đi hai lần này. Cái 910 này sẽ bằng cái gì? Bằng cái width này. Trừ đi cả cái này. Cộng linh tinh nào đấy mới ra được. Rồi rồi. Ít ra là nó phải bằng như này. Trừ đi hai lần. Đầu phết đấy. Chín trăm ba mươi đích phải hỏi 910. Làm nào ra được một cái biến 910 này. À, vừa nãy gõ nhầm. Nhầm dòng. Mệt đấy. Anh bảo thế sao anh đánh 40? Hả? Đánh nữa đấy, anh đánh vào chỗ 40 mà. Đánh nhầm. Bây giờ anh phải nghiên cứu lại chỗ này đã. Hinger gap này. Trừ đi cái này này. Cộng với cái này này. Sáu mươi mà trừ đi 20 này. Thủ cộng. Nó giảm nháp đấy. Đây
Rồi, và 910 đấy. À, gì không? Rồi, vậy là anh đã giải xong công thức toán của bọn lớp 3 nha. Đấy. Thế thì bây giờ ấy, cái việc mà tính ra cái đo liquid này bằng 910 này để làm gì? Để anh quay sang anh đặt vào cái này thôi. Đấy. Thế thì anh sẽ tạo một cái extrusion ở đây. À, đo lip width, bây giờ phải đo lip height đấy. Đây là chiều rộng và chiều cao của cái cánh cửa ấy. Xong là anh lấy nguyên cái đấy sang. Đúng rồi. Nhưng mà anh phải lấy cái khác. Thì anh sẽ chỉ lấy cái này thôi. Nhưng cái này nó lại phải là head gap. Anh làm nhiều anh nhớ. Làm chắc phải nhớ được head gap không biết. Đấy, thế bây giờ anh đo đúng cái này nhá. Đo cái lip này độ cao đúng 950 không? Không cao 950 vì chưa trừ cái floor gap này. Còn phải trừ thêm cái floor gap này. Là 940. Ok. Và cái đường này, cái đường line này thì edit book lên của nó. Lẽ ra nó phải nằm ở đây mới đúng không? Đặt tên cho nó floor này. Đây. Edit book lên, click lại plane cho nó nhảy lên trên này mới đúng. Tức là nó phải nhảy lên mặt phẳng floor đấy. Rồi, bây giờ anh sẽ tạo ra một cái extrusion. Set cái mặt phẳng tham chiếu của nó là cái này. Đấy. Giờ thì cái extrusion này nó nằm đây. Thế thì về mặt rai nó phải được add vào cái đường frame setback này. Để frame setback này nó lùi lại một chút nào. Cắn vào đây. Bắt đúng rồi. Nó phải đường sketch chứ. Rồi. Cái số đo lip thickness, à đo lip width vừa nãy nó đã được tính rồi đấy. Đấy, đẩy nó về cái này thôi. Bắt vào đây. Còn cái này đó lip 2. Nhầm. Cái này nó phải là 2. Nghe theo kiên, thế có quên uống sữa. Rồi, phần gì nhá? Còn cái này nha, anh gán luôn là đo lip thickness. Nhảy vào chưa? Cái này gán cho nó là lip thickness. À, này lip material chứ. Chết dở nha. Gõ sai. Bấm đây edit thôi đi. Cái này nha. Cái này là close đúng không? Đây là trường hợp lúc đóng đúng không? Add parameter cho nó là close. Cái này là cho nó sang thẻ khác. Đây lúc mở. Nó rất nhiều trò, anh thì rất thích cái trò kiểu giải toán mà điều kiện như kiểu cái bàn ấy, cái ghế ấy. Làm được thì tao thấy hay, giải ra được một đống bài. Cái này là open.
Đương nhiên là làm này không có tiền đâu. Nó chỉ là cho vui. Đấy, thế bây giờ thì cái việc mà cái cửa này nó mở góc bao nhiêu? Anh sẽ cho nó mở góc 45 nhé. Xem nó có báo gì không? Tâm của nó. Như vậy là anh cần phải align lại cái này. Cần phải khóa lại. Cũng khá là phức tạp đấy. Nghĩa là ở đây anh sẽ phải vẽ thêm một cái mặt phẳng tham chiếu. Trên cái mặt phẳng tham chiếu này anh sẽ phải vẽ thêm một cái đường line nữa. Đường line này nó trùng với cái đường này, đường Hinger này, reference line trên mặt phẳng tham chiếu rồi luôn. Về đây thì mình thấy này, và anh sẽ align lại cái đường này. Bây giờ anh sẽ cho nó mở góc 30 độ nhé. Và bây giờ khi mà mình không bật, không tắt gì cả ấy. Bây giờ các chú biết chuyển nó ra ngoài này rồi đúng không? Để nó instant nó sẽ nhảy ra ngoài đúng không? Thì ở cái bảng open và cái close này, nó phải cùng một nhóm. Không mất thì giờ nhiều cho cái việc cứ open với cả close này nhá. Mình sẽ dùng cái lệnh not để phủ định. Khi mà đóng ấy thì không mở. Nó sẽ dùng lệnh not. Nó chỉ có 1 và 2 thôi, hoặc 1 hoặc 2 thôi. Tại sao mà nó đây, nếu mà để lên này chế độ này nó sẽ nhìn rõ là nó chưa đóng hay mở. Cái này thì là open đúng không? Cái này là close đúng không? Cái profile t này cũng thế. Lúc mà mình đã
cái profile T này. Và sẽ not. Đấy. Chỉ 1 và 2 thôi. Nha. Không mất thì giờ nhiều. Đấy, đúng không? Khi mà nó bật cái T này lên này thì cái này nó sẽ ẩn đi. Đây nó mở không? Đấy. Khi mà cái này nó mở ấy thì cái đóng này nó sẽ ẩn đi. Đúng chưa? Anh sẽ load một cái này vào một cái project mới. Anh sẽ tặng các chú cái cửa này về, xong rồi có gì chạy nào mà nó sai, nó lỗi thì gửi lại lên Facebook anh bảo hành nhá. Bảo hành suốt đời. Bảo hành nó chỉ có thời hạn thôi. Các chú vào, các chú phá ra xong rồi thay đổi tham số đi rồi. Bảo anh. Anh phải điện thì nó chân tin thì anh ấy. Đây. Bảo hành diễn viên. Các chú có muốn luyện kiểu ôm chân kinh không? Thôi cho em cứu cho thành công. Đây, close ấy. Nó sẽ đóng đúng không? Open nó sẽ mở. Nó mở là mở bao nhiêu? Mở góc bao nhiêu độ? Mở 90 độ. Mở cái này nó cũng có thể mở được lên độ khoảng 120 thử xem nó có mở được không? Mở được đúng không? Xoay xem nó sẽ quay một chút phá. Hả? Quay sân kia cũng vẫn quay được. Anh thì cho quay sang kia thôi. 270 độ. Hoàn toàn được. Anh cho quay quay cái line 360 luôn. Rồi. Ok. Đấy, thế bây giờ nhìn cái profile T này vào tầng 1 này. Bây giờ anh chán quá anh bảo chuyển sang cái này ấy, thực ra để nó lắp thêm một con cửa một cánh nữa ở trong đấy. Cửa khuôn đơn với khuôn đuôi. Cái con này nhá. Ví dụ không muốn, bằng, không muốn có cái khe này. Đây. Trên mặt bằng nó sẽ không hiện cái cửa này đâu. Không để mặt nó không. Nó hiện cái con như này làm như này. Mình thấy. Đồng 2D ấy. Đâu khác của đó. Mình làm cửa rồi nhưng mà trên 2D mình nó hiểu. Anh hiểu câu hỏi của chú rồi. Đây nhá, tắt cái T đi thì nó sẽ bật cái L lên này. Chưa? Bình thường ấy thì nó không để cái này hiện trên mặt bằng. Ấn vào đây, visibility này. Đấy, ẩn này đi. Chưa? Ok. Load vào đây này. Con này mình đang để nó là nó đang xoay 360 cả. Thực ra mình set một cái biến là close với open cũng hơi buồn cười. Mình không cần cái đấy mà mình set luôn cái biến góc bằng 0 là cũng được rồi. Cái này thôi, quay lại góc mở nó 45 độ. Câu hỏi của Ngọc ấy thì mình vào đây này. Ở đây nó có đường symbolic line. Bắt nó vào đây. Khóa này vào cho nó bằng body width. Ừ. Này cho lên cửa chuẩn người dựng điện.
Đấy. Về làm mà cứ thấy chỗ nào nó chớ số liệu thì ác ra mới chơi nó. Chú mà ác. Ác khi nào chán thì thôi. Đây, thấy chưa? Không ra được cái này nhá. Cái này thì đẩy nó lên 90 thì nó sẽ mở như bình thường thôi. Anh ăn đi góc được. Anh gán nó vào luôn. Anh chưa ăn đi góc. Lai với góc. Hoặc là có thể là mình... Rồi. Rồi, đấy, cũng được cái cửa như thế. Ô, mình còn chưa lưu à? Xong rồi. Sư huynh làm ở gần tiếng. Nói chung để làm family. Ngày cày Levit. Tối cày Levit thì mới làm được. Nó cày có cái động lực nó cày được. Đấy, về làm động lực như anh ấy bảo này.